Từ bắt đầu Khải vô luôn. Ok, cô kiếm top mà anh em. Cô kiếm top chứ. Này tính rớt top 4 rồi. Mấy anh em kêu lên này tính rớt top 4 rồi. Cái này còn lon. Hello Tấn Trương nha. Like là chia sẻ luôn anh em cho nó vui. Đây à, đây còn lon. Đây còn lon nha. Anh chính thì đang top 4 rồi, rớt top 4 rồi. Anh chính thua rớt top 4 rồi. Tối nay gặp ai đây? Hello Hiền Kim, hello Lâm Trường. Hạng ạc chính hạng 4 rồi anh em ơi. Ạc chính hạng 4 rồi, còn ạc này đang chuẩn bị lên hạng. Này tí nữa xem trận này hãy cho anh em xem. Quán bờ kè 4 trận này hay hay tí biết gặp ai đâu. Mấy ông đừng gặp kỳ họ, má gặp kỳ họ khó chơi nè em ơi. Gặp thiếu lâm tầm này phun độ khó chơi quá. Gặp mấy phái khác đánh được. Đây gồng lôn, Red Beat, hàng 2 server. Xét vụ ảo với 5 món xuân tinh. Má tống kim bao tốt. Hello 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 tiếng Vang, hello tất cả mọi người nha. Anh em đang xem thì cho Khải một like chia sẻ để lấy tinh thần động lực đánh liên đấu nè em ơi. À, Red Beat, ok. Con lôn, con lôn, con lôn xét. À, ngon ngon. Con lôn đao, con lôn đao. Gặp con Nga Mi đây, Khải ơi. Nga Mi ai? Ơ, quên quên, gặp con đường môn trên ngải. Đó, 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 Khải chiến nha nè. Khải gặp bên này con lôn, Khải chiến nha. Con bụng bự thì 99 á. Rồi, rồi, ráng trụ 30 giây nữa, 30 giây nữa. Con bụng bự 99 nha. Rồi, 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 ok, 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 nó chết này. Uống máu nhiều vào. Rồi. Ta bùng bộ 99 ok man. Ok. À, win con lôn anh em ơi. Con lôn thì mạnh nhưng mà đánh không lại mình được. 2 phút like chia sẻ mạnh anh em ơi. Like chia sẻ mạnh đánh trận 2 nào anh em ơi. Đầu gặp con lôn thì khá may mắn rồi. Con lôn top 2 server nhưng mà không đánh được 5 động rồi em ơi. Kỳ hờ mà sao mà đánh được khá được. Đủ mấy Tùng Anh, đặt nó lên top 1 luôn rồi Tùng Anh ơi.
lậu thì lậu chứ, nói chung là anh em tâm huyết vẫn chơi thôi. Vina game thì sắp tới là cũng có, nhưng mà ai chơi thì chơi, tại vì Khải chắc không chơi Vina game rồi. Vina game hút máu quá, Khải không chơi rồi. Khải chơi ba game lậu lậu, bỏ vừa túi tiền chơi cho nó vui. Vina game bỏ nhiều tiền quá. Nên là không dám chơi bên đó rồi, chơi bên này thôi. Rồi, chặng 2. Biết gặp ai nhưng mà cố gắng nè mày. Hello Hòa Sơn, hello Chim Hòa, hello mọi người nha. À, đường môn chơi ngải, rồi. Đường môn xét thiên quan nha anh em. Đường môn này Khải có đánh thường xuyên anh em xem nè. Hai bùa nè. Giờ mày chết nè. Buông dòng mày đi, làm mày gơ vậy. Đường môn này thì một đao thôi anh em, không có đao thứ hai. Một đao bắt độc thôi, không có đao thứ hai. Thấy chưa? Một pháp một. Đường môn đó thì anh em có xem live thường xuyên thì đường môn xếp thiên quang nhưng mà không ăn được Khải được. Khải ăn miết mà, đường môn đó gặp Khải đen rồi. Ăn đường môn đó Tùng Anh ơi, gặp ai Tùng Anh ơi. Cái tỷ lệ hàng của bạc cờ lon này. Đó, Ecclon lon đó. Ectin thì đang top 4 rồi nè mày, rớt top 4 rồi. Nếu mà Ecclon lên thì chắc Ectin chắc mất hạng luôn. Ectin chắc còn hạng 5 hoặc hạng 6. Như gặp Thiếu Lâm này chắc chắn là mình thua rồi. Không đánh lại. Nón như là dịp chống phái 3 cấp, như đầu chống phái 3 cấp, như cái nhất kỹ là 37 37 nhân như là thương dịp thì đặt móc 126 má chém đầu lắm này mày. Gặp Thiếu Lâm này thua chắc luôn, không đánh lại. Cố gắng nếu có gặp thì cố gắng thôi, chứ không biết sao giờ. Chắc chắn là mình khó đánh lại. Đây con lung đao. Rồi gặp Thiếu Lâm rồi, chết mẹ rồi. Canh rồi, canh rồi, canh rồi. Bung chuột rồi, bung chuột. Gặp Thiếu Lâm má chém đầu vải lộ. À, chém đầu vải. Ôi, mẹ chém chết. Má, chém đầu quá nè mày, Thiếu Lâm chém đầu quá. À, khó chịu nha. Đúc độc này chứ. Phẳng đam độc má. Thiếu Lâm khó chơi quá nè mày. Rồi xong. Má. Biết ngay gặp Thiếu Lâm đó là thua. Má chém hai đào chết. Chó hay chết liền. Không ăn được. Má thua. À gặp đường môn. Ngon ngon. Đường môn này thì đánh vô tư anh em ơi. Một cái muốn chết rồi. Rồi xem cái bùa này nữa chết nè. Chết nè. Xong đi. Rồi ok. Đường môn thì đánh nhanh thôi anh em ơi. Không có gì khó khăn với Khải đâu. Đường môn thì nhanh thôi. Đơn giản như đang giỡn.
cập ngày nào được ra bài. Quấn chưa? Chiến không? Rồi, thua, chuyển à. Đó bên này mới xong thầy luôn. Hay quá. Thua một thiếu lầm anh em ơi. Hôm nay thua một trận thiếu lầm khá đen. Mà không sao, cố gắng thôi. Thiếu lầm đó cục. Ờ. Hả? À tôi nhìn bác này. Rồi, sẽ còn 22 trận nữa nha anh em. 22 trận nữa đánh này clone nữa nha. Anh em xem sơ qua số hạng Khải. Tương dương bác đi Khải ơi. Ừ. Không liên đấu rồi còn đánh quẻ đánh đồ vui rồi đánh boss nữa mà đánh ngồi ăn cơm rồi.